Nói Em gọi rồi mà người ta không nghe máy. Đây là Sĩ Văn Tốt. Alo. Sĩ Văn Tốt đang cầm cắp cam với lại dây lan để đi kéo. Cho cháu xem nào. Về á hả? Đối diện trường cấp 2, cấp 3. Nhà Bắc Hòa hả? Vào rồi mà không thấy đâu. Vào rồi mà không thấy đâu. Em còn có 500 pin và mọi người. Sĩ Văn Tốt hôm nay đi kéo vài phai lan. Đây là con vừa hôm trước review đấy. Đây hôm nay sẽ test luôn con này. Gọi khách hàng AC5 10 cuộc mới nghe được cuộc. Đi xuống đi, đi xuống đây nha. Vài phai 2 băng tần. Đầu tiên thì anh em phải kéo cái dây lan nhé. Kéo từ cái model chính đến cái model phụ. Ví dụ như mình sẽ ước chừng từ cái model chính đến cái model phụ nó khoảng độ bao nhiêu mét thì mình mua dây về mình sẽ ướm thôi. Còn ở đây ấy, thì bọn em là có theo ở trong cái cuộn này nó có mấy trăm mét rồi. Thì mang hẳn cái cuộn này đi. Kéo đến đâu thì cắt đến đây thôi. Thì cái mô hình mạng lan này thì nó thường là có hai dạng lan. Tức là mọi người sẽ sử dụng cái lan này, cái dây lan loại này. Cắm trực tiếp từ cái model chính sang cái model phụ. Còn cách thứ hai, khi mà mọi người kéo từ điểm này sang điểm kia mà nó xa, nó hơn 100m, 100, 200, 300, 400m ấy, thì mọi người nên sử dụng cáp quang nhé. Thì khi mà sử dụng đến cáp quang ấy, thì mọi người phải sử dụng đến một cái nữa là cái bộ chuyển đổi tín hiệu quang. Bởi khi mà mình cái tín hiệu nó chạy ở trên cái dây cáp quang này ấy, thì nó phải biến đổi từ dạng tín hiệu điện sang tín hiệu quang và từ quang sang điện để nó cấp tín hiệu của cái đường mạng. Để chờ tí đi, em còn ở các cái nhà gần dưới 100m thì không. Sẽ sử dụng đến loại dây này để nó đỡ tốn cho nhà khách hàng, đỡ tốn cái tài chính. Đèn đỏ và cũng anh tùy thuộc à? Vào cái khách hàng yêu cầu thì anh em sẽ xử lý. Thế chiều em qua xử lý cho. Khi mà mọi người kéo xong thì bước tiếp theo chúng ta sẽ phải là bấm đầu. Không, chúng ta sẽ bấm đầu của mạng. Và chúng ta sẽ sử dụng hạt RJ45 để bấm hai cái đầu mạng. Nó bị đứt dây rồi anh ạ. Xong rồi chúng ta sẽ set up lại cái wifi phụ. Để set up nào thì tí nữa em sẽ hướng dẫn luôn. Tất cả các đèn đều lên đó. Thế thì hỏng wifi rồi. Lúc nào chiều em thay đâu? Chiều có thay với nhá. Tức là bây giờ nó bây giờ thì chúng ta sẽ bấm cái đầu mạng, đầu hạn mạng ở trong này. Sau đấy mọi người sẽ cắm vào cái cổng LAN 1. Mọi người nên ưu tiên là cắm vào LAN 1 bởi vì thông thường nếu mà mình sử dụng một cái wifi phụ ấy thì mọi người trên cái modem cái LAN 1 nó sẽ được ưu tiên về cái tốc độ mạng hơn so với các cổng LAN khác. Cái loại cái dây LAN này thì nó chỉ có 4 sợi thôi mọi người nhé. Cái này chạy ở ngoài trời rất là ok đấy. Khá là bền. Tuy nhiên cái nhược điểm của nó là sợi này nếu mà mình đi không cẩn thận thì chuột nó hay gặm. Sợi này khá là mềm. Mà em cầm sang đây quên cầm cái kìm. Về bấm cái hạt mạng này thì mọi người để ý này, hai đầu giống nhau là được. Hai đầu giống nhau là được. Nhưng mà cái theo cái quy ước chuẩn của quốc tế ấy, thì mình sẽ bấm theo chuẩn B. Ở đây có 4 sợi nên anh em cứ bấm theo cái chiều của mình thôi. Không biết là 4 sợi này nó chơi kiểu nào đấy. Cứ bấm hai đầu giống nhau là được. Thông thường thì em sẽ sợi trắng trước này. Xong đến sợi đỏ, xong đến sợi xanh,
và sợi đen. Còn nếu mà cái dây mạng 8 lõi ấy, thì sẽ bấm theo chuẩn B. Mình hay thường bấm chuẩn B. Còn anh em nào mà mới thực tập ấy, thì anh em cứ bấm hai cái đầu hạt mạng này giống nhau là được nhá, không quan trọng, cứ bấm hai đầu là được. Còn bốn sợi ở đây thì mọi người sẽ phải bấm theo cái hình là 1 2 3 4 à 1 2 3 6 và 6 1 2 3 6 là cái 8 sợi nó cũng chỉ chạy có 4 sợi thôi mà. Đây đây mọi người cắm vào cổng 1 xem này. Cổng 1 thì nó được ưu tiên. Nó được ưu tiên cái tín hiệu nó ngon hơn. Sau khi bấm xong ở đầu này thì chúng ta chốt cái dây ngược về cái mô đen phụ thôi. Còn nếu đi ở đâu thì mọi người gá lên thôi, là dùng băng dính để quấn theo cái đường dây điện của nhà mình là ok. Ở đây thì khách có hai cái cột tre nhưng mà nó đang có cái đường dây điện đi cùng. Mình cũng sẽ níu theo cái đường dây điện thôi. Cứ theo đúng cái đường. Bây giờ chúng ta sẽ bấm cái đầu RJ45 ở bên cái model phụ. Mọi người lưu ý là hai cái đầu này giống nhau nhá. Nếu mà không giống nhau thì nó không cấp được tín hiệu sang đó. Sau khi bấm xong thì mọi người sẽ cài đặt cái modem. Thông thường với cái con ten đai như này ấy, thì mọi người chỉ việc vào đổi tên wifi và mật khẩu wifi. Xong rồi chúng ta sẽ cắm vào cái cổng WAN của cái modem này là được. Tuy nhiên khi mà khách hàng đã sử dụng một cái wifi phụ hoặc là hai cái wifi phụ hoặc là 3-4 cái gì đấy thì mọi người sẽ phải set up cái con này sang một cái modem khác, cái địa chỉ IP khác, chứ không phải địa chỉ IP giống với các modem kia. Con này chỉ cần đổi tên wifi với mật khẩu wifi thôi. Khi mà mọi người test mà cái speed test nó bằng với cái modem chính. Tức là ví dụ như cái gói nhà các bạn là 50M mà các bạn test speed test được khoảng độ 45 đến 50M thì là chúng ta đạt tiêu chuẩn. Còn nếu mà test nhà modem chính mà nó là 50M nhưng mà cái modem phụ này nó chỉ được 25-30M ấy, thì chúng ta sẽ phải cài lại. Đó. Đây, trên đây là toàn bộ cái quá trình mà chúng ta kéo một cái mạng LAN. Nếu mà mọi người thấy video hay thì hãy cho em một like, một subscribe và một cái comment ở bên dưới. Đây, xin chào tất cả mọi người nhé.